Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Nghị sĩ Anh cho rằng 8.000 thành viên Wagner sẽ tới đóng quân gần các căn cứ quân sự ở Belarus sau cuộc nổi loạn bất thành ở Nga. Hôm 26 tháng 6, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc, cho rằng Mỹ nên hướng tới một mục tiêu chung với Trung Quốc là thúc đẩy sự ổn định và cải thiện quan hệ song phương. Hôm 26 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius nói Berlin sẽ triển khai 4.000 quân tới Litva khi NATO tìm cách tăng cường hiện diện xung quanh Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Israel vừa phát hành một video giới thiệu về các chi tiết cũng như khả năng của xe bọc thép chở quân thế hệ mới mang tên Nemer 1500. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tin mới nhất tôi nhận, số lính đánh thuê này sẽ tập hợp cùng ông trùm Yevgeny Prigozhin ở thị trấn nhỏ Asipovichi tại Belarus, nghị sĩ đảng bảo thủ Bob Seely ngày 26 tháng 6 nói trước Quốc hội Anh. Ông cho hay một số doanh trại đã được xây dựng cho lực lượng Wagner ở thị trấn này theo yêu cầu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Nghị sĩ Seely cho rằng 8.000 lính Wagner này có quy mô tương đương một lữ đoàn và bày tỏ lo ngại khi họ được triển khai gần biên giới NATO, cũng như các căn cứ bố trí vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Đáp lại, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cam kết chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ mọi hành động của lực lượng Wagner ở Belarus. Chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Belarus rằng, chúng tôi mong họ không can dự và không tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào Ukraine. Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi rất sát sao các thông tin về những địa điểm và hoạt động của Wagner ở nước này, Ngoại trưởng Cleverly cho biết. Trong phát biểu hôm 26 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các thành viên Wagner có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, hoặc tới Belarus theo ông trùm Prigozhin nếu muốn. Máy bay chở Prigozhin đã tới Belarus. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Ủy ban Quốc gia Mỹ về quan hệ Mỹ-Trung tại Bắc Kinh hôm 26 tháng 6, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc, cho rằng Mỹ nên thực hiện cam kết mà họ đã nhiều lần đưa ra, đồng thời hướng tới một mục tiêu chung với Trung Quốc là thúc đẩy sự ổn định và cải thiện quan hệ song phương. Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi theo đề xuất của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Vương nói. Nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng quyền phát triển hợp pháp của Trung Quốc, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và đảm bảo nền tảng chính trị của quan hệ Trung Mỹ. Ông Vương nhấn mạnh rằng, nguyên nhân sâu xa của những khó khăn trong quan hệ Trung Mỹ là do Mỹ đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức và định vị về Trung Quốc, dẫn đến các hành vi sai lầm đối với Trung Quốc. Điều này không phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của thời đại, đồng thời cũng đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, ông Vương nói. Ông Jacob Lew, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, khẳng định Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc lẫn nhau và việc tìm cách tách rời hai nước là không khả thi. Ông Lew cho biết Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung hỗ trợ hai nước thiết lập các kênh liên lạc trên nhiều lĩnh vực. Hai bên sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy đối thoại và trao đổi thẳng thắn, đưa quan hệ Mỹ-Trung phát triển theo hướng tích cực. Đức sẵn sàng đồn trú lâu dài một lữ đoàn mạnh mẽ ở Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius nói trong chuyến thăm thủ đô Vilnius của Litva. Ông lưu ý các phương tiện và cơ sở hạ tầng sẽ cần được phát triển để đáp ứng cho việc triển khai quân Đức ở Litva. Đức giữ vững cam kết với tư cách là thành viên NATO, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đứng lên bảo vệ sườn phía đông NATO, ông Pistorius cho biết, đồng thời nói việc triển khai quân ở cấp độ này có thể mất hơn vài tháng. Bộ trưởng Vladimir Pistorius cũng giải thích việc triển khai quân Đức tương thích với các kế hoạch mới được thiết kế gần đây của NATO về cách đối phó với các mối đe dọa ở phía đông. Các kế hoạch quân sự dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới. Litva nhiều lần kêu gọi Berlin triển khai thêm quân trên lãnh thổ nước này, nơi có chung biên giới với Kaliningrad ở phía tây nam và Belarus ở phía đông. Hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Đức tham gia nhóm tác chiến của NATO hiện diện ở Litva. Tháng 6 năm ngoái, Đức tuyên bố có thể gửi một lữ đoàn từ 3.000 đến 5.000 quân tới Litva trong vòng 10 ngày nếu Litva bị tấn công. Biên giới Litva ở Baltic thường được coi là một trong những điểm yếu nhất rìa phía đông của NATO. Chuyến thăm của ông Pistorius tới Litva nhằm giám sát cuộc tập trận chung của NATO mang tên Bão Griffin. Berlin đã gửi 1.000 binh sĩ và 300 xe tăng đến khu vực để tập trận. Cuộc tập trận được thiết kế để phòng thủ, ngăn chặn trước các cuộc tấn công vào sườn phía đông của NATO. Đây là lần thứ ba diễn ra các cuộc tập trận như vậy. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 7, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO tại Vilnius diễn ra ngày 11 tháng 7. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Bộ trưởng Quốc phòng Arvydas Anušauskas cũng theo dõi cuộc tập trận. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Israel, xe bọc thép chở quân Nemer 1500 đã được chuyển giao cho lực lượng phòng vệ Israel. Phương tiện được dự đoán sẽ tăng đáng kể hiệu quả hoạt động và đảm bảo khả năng bảo vệ vượt trội cho binh sĩ. Phiên bản mới này dự kiến sẽ thay thế cho hơn 100 xe bọc thép chở quân M113 có trong kho của lực lượng phòng vệ Israel. Nemer là một dòng xe bọc thép chở quân của Israel dựa trên khung gầm xe tăng Merkava Mark IV. Phương tiện được thiết kế và phát triển bởi quân đoàn vũ khí Israel, được đưa vào phục vụ với số lượng hạn chế trong lực lượng phòng vệ Israel kể từ cuối năm 2008.
Nóc Nemer 1500 được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa. Trạm này được lắp đặt súng máy hạng nặng 12,7mm, cung cấp hỏa lực đáng kể trong các tình huống chiến đấu. Khả năng bảo vệ tiên tiến của Nemer 1500 là một trong những tính năng nổi bật, vượt trội so với dòng xe tăng Merkava 4. Phương tiện được tăng cường với hệ thống bảo vệ chủ động Israel châu Phi, cung cấp khả năng bảo vệ cấp cao, chống lại các mối đe dọa như tên lửa chống tăng và lựu đạn phóng tên lửa. Điểm khác biệt của Nemer 1500 so với phiên bản tiền nhiệm là khả năng cơ động và tốc độ phản hồi. Nemer 1500 được trang bị động cơ 1500 mã lực, cho phép vượt qua các địa hình đa dạng một cách hiệu quả và nhanh chóng. Một trong những điểm nổi bật nữa của Nemer 1500 là công nghệ màn hình cảm ứng tiên tiến. Sự bổ sung này giúp Nemer 1500 tăng cường khả năng kiểm soát và nâng cao nhận thức tình huống cho tổ lái, đảm bảo hiệu quả hoạt động vượt trội trên thực địa. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.